Chào tất cả anh em của BN Gaming. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải tựa game Marvel Super War, một tựa game của dòng game MOBA. Game thì chỉ mới phát hành ngày hôm qua, thì hôm nay mình mới kịp làm ra video cho anh em. Thì đầu tiên anh em tải tắp tắp về điện thoại nha. Ứng dụng tắp tắp thì mình để link tải dưới comment nha. Tiếp theo thì anh em vào trong tắp tắp. Thì như các anh em thấy thì game của chúng ta đang tìm nó đang đứng đầu top phổ biến đây. Nếu mà các bạn nào mà không thấy thì chúng ta sẽ gõ từ khóa Marvel Super War, sau đó thì tìm kiếm, game sẽ đứng đầu top đầu tiên như thế này. Tiếp theo anh em chỉ cần cài đặt, thì game cũng khá nặng nên anh em chịu khó đợi một chút nha. Và anh em yên tâm là cái ứng dụng tắp tắp này cũng như game sẽ không có vấn đề liên quan gì đến virus hay là hại máy đâu nha, vì hiện tại nó chưa có trên server của Việt Nam nên ta mượn đỡ phần mềm của Trung Quốc về trải nghiệm trước thôi. Và sau khi mà đã cài đặt thì chúng ta sẽ vào game. Đây icon như cái hình bên ngoài đây, hay là icon bên ngoài của game nha các bạn. Tiếp theo anh em vào trong game. Ở mục đầu tiên thì anh em nhấn confirm nha. Tiếp theo allow. Ok, confirm để mà cập nhật cái bản vé. Thì anh em đợi một chút. Ok, đến phần ngôn ngữ thì anh em chọn tiếng Anh nha. Đây thì tiếng Anh là cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể biết nhiều nhất, nên chúng ta sẽ chọn tiếng Anh. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đăng nhập vào game. Ở đây thì mình sẽ đăng nhập bằng Facebook. Và nếu bạn nào muốn thì có thể đăng nhập bằng Google Play. Lần đăng nhập tiếp theo thì các bạn chỉ cần vào đúng cái Facebook mà mình đã đăng nhập thì nó sẽ giữ lại cái tài khoản đó. Nó chấp nhận những set asset màu xanh nha các bạn. Đây thì mình chơi server ASEAN Singapore và Malaysia. Ok, vào game. Rồi, phần tiếp theo chúng ta sẽ chọn tên cho nhân vật in game. Ở đây thì có những cái tên có sẵn mà máy này để sẵn, mà đa số những tên này thì đã trùng, cho nên mình sẽ tạo một cái tên riêng. Mình sẽ lấy tên là, như kênh của mình là BN Gaming. Anh em đổi tên nào đẹp đẹp xíu vô khỏi đỡ phải đổi tên nha anh em, biết đâu sau này phải mua thẻ đổi tên thì cũng mất công lắm. Ok, vào game. Ở phần này thì mình sẽ chọn ô màu xanh để mà chúng ta thử những cái hướng dẫn cơ bản của nó, xem thử game này thì có những gì khác biệt so với những game MOBA khác không nha các bạn. Tất nhiên là sẽ có những thứ nó giống với những cái game khác, hơi nhàm chán, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta nên vào thử xem có gì khác không. Ok, đầu tiên thì nó sẽ hướng dẫn mình cách di chuyển, là tạo có một con trỏ phía bên tay trái màn hình phía dưới, giống như những tựa game MOBA khác như là Liên Quân Mobile hay là Mobile Legends, thì nó cũng tương tự có con trỏ ở bên phía tay trái. Và di chuyển cũng khá là dễ dàng, khá là mượt, thì mình thấy thì khá là mượt, mạng mình nó cũng không có mạnh nữa. Tiếp theo thì sẽ hướng dẫn đánh thường, nó sẽ cho mình đánh thường vào một con lính. Và cái này thì nó cũng đơn giản. Chúng ta qua cái phần tiếp theo nha.
Và tiếp theo nó sẽ hướng dẫn mình xài skill. Thì trong đây thì có cả skill định hướng. Có lẽ có những tướng thì có sẽ có skill chỉ cần kích vào và xài, và có những skill định hướng như ở đây. Và đến phần tiếp theo là chúng ta nó sẽ chỉ cho chúng ta cách hủy skill, có nghĩa là chúng ta chỉ cần kéo ra khỏi cái vòng đỏ đó, kéo ra cái khu vực màu đỏ thì skill chúng ta chuẩn bị xài sẽ bị hủy, hoặc là chúng ta kéo thẳng cái ngón trỏ vào trong cái ô cancel để mà hủy skill nha các bạn. Ok, vậy là chúng ta đã xong cái phần thử nghiệm cơ bản. Thì tiếp theo mình và các anh em sẽ vào phần chế độ chơi 5 năm để thử trải nghiệm trong game chính sẽ như thế nào. Thì đây là giao diện vào của game. Đây phần thưởng. Ok, chúng ta chơi ngày đầu tiên. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào trận đấu, chọn vào match nha các bạn, tìm trận đấu. Đây là đấu thường, chưa có bật chế độ đấu ranh. Ok, vào trận đấu 5v5. Giao diện của nó thì cũng khá là dễ dàng nha các bạn, nhìn rất là quen mắt. Ok, accept để vào chọn, chọn tướng. Ở đây có một vài tướng free cho anh em test. Root, Root, Angel, Black Window, bắn cung, Thor nữa. Chắc mình sẽ chọn Thor. Ngoài ra còn có Loki, rồi Mantis. Hôm nay mình sẽ chọn Thor để thử xem. Có hút nữa các bạn. À, ở đây có cũng có phép bổ trợ nha các bạn. Đây thì mình chọn hồi máu và tốc biến. Đây, Blink và hồi máu này. Blink là tốc biến nha các bạn. Ok, chúng ta vào trận. Như các bạn thấy thì chúng ta đang chơi với những người chơi cùng server. Đặt tên thì đây là đặt tên không phải là máy các bạn, đây là người chơi thật, không phải là máy. Nhưng mà chúng ta chỉ đánh thường. Ok, đây là giao diện của in-game. Khá là đẹp, đồ họa khá là đẹp á. À, ở đây thì mình chỉ thấy có 3 skill. Hồi nãy tập luyện thì thấy có 4 skill, mà đây chỉ có 3 skill. Mình sẽ test thử vài skill đây. À, ở đây thì chúng ta có thể mua đồ khi không ở nhà nha các bạn. Rồi mình sẽ đi top. Ok, skill đầu tiên anh giao lưu cái. Ok, hổ báo quốc luôn, tới luôn, khô máu luôn, khô máu luôn, kiếm cái first lock nè. Ok, skill 2 đã có rồi đó. Ok, tới luôn. Rồi, first lock. Chắc người ta cũng test giống như mình. Ok, giờ thử skill thôi nha các bạn. Skill thứ hai, skill thứ hai là kiểu như vô tới. Một skill kiểu chạy. Đây là Thor. Khá là dễ điều khiển các bạn. Skill thứ nhất là quăng búa xong kéo lại. Là mình nhớ đến skill thả qua cầu của Oriana bên Liên minh PC. À, vừa rồi thì gần rừng mới lên ganh nha các bạn. Rừng rất là bài bản. Mình đang chơi vị trí đường trên nên không biết cái rừng thì nó sẽ có khác biệt như thế nào. Đây, múc luôn. À, đây mình đã có chiêu cuối.
chết cha cộng lòng chiêu. Ok như mày. Ok, đánh gì cũng rất là đơn giản các bạn. Đồ họa của nó cũng rất là ok. Và kỹ năng cách xa skill thì cũng tương tự như là Liên Quân hay là Mobile Legend, các tựa game mobile. Đây thì mạng của mình hơi yếu. Nếu mà mạng ổn định thì mình nghĩ chơi khá là mượt và khá ok. Đây là cái trụ. Chỉ có một điều là ở đây mình chỉ thấy có 3 skill. Thì không biết như thế nào hay là do mới chơi. Ok, đây mình sẽ thử đánh và xài ulti nha. Vô. Rồi chết rồi, ok, khô máu luôn đi con. Ok, đây là ulti. Ulti khá mạnh. Mốc luôn rồi. Ok, Thor khá là mạnh. Thì mình test thì Thor khá là mạnh. Rất là hay, nếu như mạng mà mượt thì mình nghĩ chơi rất là ok. Không biết thì sau này thì như thế nào, nhưng hiện tại test thử cái bản này thì mình thấy khá là ok. Từ đồ họa cho đến đây mua đồ thì mình mua tại chỗ luôn nha. Đồ họa đến cái giao diện của nó thì cũng rất là ok. Cách chơi thì cũng đơn giản. Thì mình hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt cách chi tiết nhất có thể rồi. Thì anh em xem nếu mà cảm thấy hay và hữu ích thì nhớ like và subscribe kênh để mà đợi những cái video tiếp theo của mình nha. Thì mình thì test một chút thì mình sẽ kết thúc video ở đây. Và những video tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục cập nhật về tin tức của Liên Minh Tốc Chiến. Chờ đợi ngày ra của nó. Thì trước khi trải nghiệm Tốc Chiến thì chúng ta sẽ thử những tựa game như thế này. Mà chúng ta vẫn hướng về Tốc Chiến nhiều hơn. Ok, hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt anh em.